Tại tỉnh Bình Dương vào chiều qua ngày 11 tháng 1 năm 2023, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức buổi họp mặt chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh nhằm thăm hỏi, động viên trong tinh thần đoàn kết hoan hỷ đón chào xuân quý mão 2023. Chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Huệ Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội, Chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cùng các ban chuyên môn trực thuộc Phật giáo tỉnh tăng ni các tự viện tham dự. Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh, ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, đại diện chức sắc các tôn giáo, đại diện đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đồng tham dự. Theo mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Lộc Hà đã thông báo tóm tắt kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh trong năm 2022. Trong thành tựu chung đó, bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền và mặt trận tổ quốc, có sự đóng góp không nhỏ của các chức sắc đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh buổi họp mặt hòa thượng thích huệ thông thay mặt phật giáo tỉnh bình dương bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tỉnh bình dương cảm ơn sự quan tâm thường xuyên của các vị lãnh đạo tỉnh các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương đã tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng với tôn chỉ mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật quy định của địa phương Đồng thời, Hòa Thượng cũng tri ân các vị lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho Phật giáo, tổ chức thành công rực rỡ đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 10-2022-2027. Hòa thượng xin hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động tăng ni, tín đồ Phật tử và nhân dân cùng đồng hành đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương. Dịp này, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng món quà đến các vị chức sắc các tôn giáo dân tộc, người tiêu biểu. Theo mặt lãnh đạo tỉnh ông Nguyễn Văn Lộc bày tỏ mong muốn các vị chức sắc dân tộc tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023 nhất là củng cố tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết đoàn dân tộc ổn định tình hình an ninh trật tự bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tỉnh nhà. Nhân dịp Tết Nguyên Đán cận kề, ông Nguyễn Văn Lộc đã gửi lời chúc đến các đại biểu, các chức sắc, đồng bào các tôn giáo, cộng đồng người Hoa và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh một năm mới mạnh khỏe, vạn sự cát tường.